giờ đến nhỉ? 4:15. Bây giờ mấy giờ rồi? Bây giờ mấy giờ nhỉ? Bây giờ mấy giờ? Ba giờ 43 rồi. Sắp tới rồi. Mày vẫn phải chơi được vài trận nữa. Hôm nay có bạn đứa bạn nào vào đưa mày đi.
nhà trò không? Con mừng không đi không vào. Sao anh không vào? Không biết được sao được. Nếu hiểu luôn. Mẹ từng từ nơi bị ngáo chó. Ủa, lát. Tham gia nhưng mà chưa thể comment. Tham gia gì? Lấy chim à? Đâu? Đâu lấy chim đéo đâu. Dịch vậy. Bọn tao đang xem cái video ở trên mạng cơ mà. Nó chưa lên à? Hỏi Dũng đi. Đây, comment. Con đùa. Lên đón nhanh dùm cái. Ở nhà mạng lát cá, tụi nó không combo được. Con bác. Ừ, con bóp được. Nhầm. Nhầm. Của gà vừa thôi. Cày được. Nhà trai á, trai chim.
Phật nhà Trang. Ủa, sao anh không bật nhạc của mình nữa? Hát nữa không? Hát suốt ngày được, sợ từ hôm qua đến giờ cái đĩa cưới không hề được bật. Đéo được bật thì nào, đéo được đâu. Cái phượng lên cao nhất nha. Bốn ba qua anh trời đầu ấy. Đi lên đập, lên đập xong rồi vòng là... vòng thành phố. Tôi ngồi ra cái gì nhỉ? Quảng trường mãi cả rừng. Lúc bán thì nhà trường chạy đến rồi. Mày không cố thêm bán nữa đâu. Thôi, chuẩn bị đi. Làm nước non đi.